Theo nhà phát triển ứng dụng, người dùng có thể trực tiếp thông tin về các hoạt động khủng bố hoặc nếu họ nghi ngờ có sự hiện diện của các phần tử khủng bố tại nơi mình ở. Các đặc điểm khác của ứng dụng là các số điện thoại khẩn cấp, đường dẫn trực tiếp tới các trang mạng xã hội như Twitter, diễn đàn thảo luận giữa người dùng và các cơ quan có thẩm quyền liên quan đến các vấn đề khủng bố và truyền thông đưa tin về khủng bố. Ứng dụng này có thể được tải miễn phí trên các loại điện thoại thông minh. Thông qua Google Play Store và Amazon Store, người dùng sẽ bắt buộc điền thông tin cá nhân như số chứng minh thư, số bằng lái xe và số điện thoại của mình. Hôm 14 tháng 1, Indonesia đã chứng kiến các vụ tấn công khủng bố tại khu vực công cộng ngay giữa ban ngày khi các phần tử khủng bố tiến hành đánh bom liều chết và nã súng vào cảnh sát tại một ngã tư lớn giữa trung tâm thủ đô Jakarta, làm 3 người thiệt mạng và 26 người bị thương, 5 tay súng đã bị tiêu diệt. Năm 2002, các vụ đánh bom khủng bố tại Bali đã làm 202 khách nước ngoài thiệt mạng. Một loạt vụ đánh bom nhằm vào các mục tiêu phương Tây tại Jakarta như Đại sứ quán Australia, các khách sạn hạng sang vào năm 2003, 2004 và 2009 đã làm hàng chục du khách và người dân địa phương thiệt mạng.